đau khiếp luôn. Hello mọi người, thế là về quê đây đông rồi, hồ khá đông luôn. Về quê còn cái máy to như thế này nè, đây là đầu máy bay nè. Thế là đến máy bay rồi, chuẩn bị giải quyết thôi. Xe tới đó mình rồi các bạn ạ. À, đây là sân bay Chu Lai, hơi buồn rồi. Có đang tiền luôn hả? Dạ vâng ạ. À, anh ở Quận Ngãi hay Quận Nam? Anh ở Quận Ngãi không? Quận Ngãi Đức Phổ, chỗ nào? Anh ở Sài Gòn á. Sài Gòn hả? À. Hay vô Sài Gòn chơi không? Dạ có, lâu lâu Tết về hay vô. Về quê rồi sao chuẩn bị nói tiếng Quảng Ngãi á? Tới nhà rồi, bệnh là không. Hello, tới nhà rồi mọi người ơi. Đang tự sướng đi anh ơi, tại con bé nó đang quay rồi. Bi qua chụp hình nhà mẫn kìa. Hello, trời ơi, mẹ. Đây đâu rồi? Anh mới đi chân địa cho nhà, trời ơi nè, nữ hoàng chân đất nè. Hết mẹ tới con, chân e cũng đi chân đất đấy. Ở luôn á. Em dế vô không? Dế con nhòa. Chào em nha. Dạ rồi, cảm ơn anh nhiều nha, cảm ơn anh. Ảnh ở sao quần đấy mọi người. Đâu dẫn nhằn đây mà. Dạ. Dẫn chạy vô. Mẹ đang làm như vậy nó em hả? Mày máu em mấy nước bà về nè. Dạ. Đi vô không? Thì sao đó chứ gì vậy con nè em. Xuống chân nè. Con nè. Tôi về mà người ta bà nào bà ba xuống chân đất cho vậy. Chạy chạy qua kêu hồng chứ thấy hở. Ủa, tôi chim cái gì đâu? Mấy cây gì trái thấy luôn đâu. Hôm bà có vậy mà tôi ngon lại luôn nè. Chị thấy thấy luôn không? Thấy luôn nè. Bà mới thấy luôn. Về tới Quận Nghĩa đâu. Tụi bố bữa giờ không quay cái lóc đi. Hôi mùi ga. Mẹ nấu nào dưới á. Mẹ sợ bụi nên là trùm lại cho nó sạch sẽ. Cúng dỗ gì tháo ra. Bốn lên nó con không bốn? Đi nó con cá. Cái tiền đâu? Tiền cho nhỏ. Chung chơi bụi thôi á. Hello ba.
đi xuống, bỏ nó xuống đây nè. Về nhà là đã quá mọi người ơi. Con hai con về đâu đấy không? Nhìn mẹ. Con thấy. Dạ. Bảy giờ rưỡi con mới lên máy bay mở. Ừ. Ô, cái bé quen thuộc cho nên dài quần xuống đây đi mẹ. Mày qua đây quay cái clip cái gì mà ao ghét tùm lum hết. Quay mua hàng xóm quay cho mẹ nữa. Nó quay gì đâu nó cho nè. Quay vậy mà cái nào chân mà chị về ra khỏi chơi đi con. Về đây không tịch thu điện thoại luôn cái chơi gì nữa. Ai nữa lao hạt nó chín năm mà không hạt nữa thôi á. Chứ ngươi lẹ là năm nay học sinh trung bình yếu kém. Bi. Dạ. Cậu đang xin gì? Trung bình không? Trái trường á. Trung bình hả chứ? Không giữa. Bà bố mày nấu gì chả bà bố? Mẹ nấu gì mẹ? Nấu canh mày mua thịt bào quá rồi không à. Cái này là gì vậy mẹ? Ở đó đâu mà nấu cơm. Nấu cơm củi ăn chẳng không? Nấu cơm củi hết chưa? Nấu cơm củi. Nấu cơm điện rồi. Về rồi, hay bộ đồ cái những cái quê liền luôn mọi người. Đồ của mẹ. Đợt này ốm rồi cho nên là bận đồ không có bị chật. Ủa sao mình không cắn mít chưa ta? Cắn dân dạ. Ừ. Không cắn mít chưa bé Hiền? Sao mà mày quay mà nó cả không biết. Đâu. Mẹ biết chăm thích ăn canh chua nấu thịt bò với lại cá chuồng sai. Đó, mẹ mua cái chuồng sai nọ là mua quá trời luôn. Cái chuồng này á là mình sẽ chiên, chiên mình chấm với nước mắm chua cay ngon xuất sắc luôn. Còn canh chua á là nấu với thịt bò. Có nhiều bạn hỏi là trời ơi sao lần đầu tiên nghe canh chua mà nấu thịt bò. Trời ơi vậy đó, nấu với thịt bò thử đi, ngon lắm. Rất là ngon luôn mà tại vì mọi người chưa nấu thôi. Ngày xưa ba trăm hay nấu, ba trăm ăn canh chua nấu thịt bò á. Cho nên là ăn ghiền luôn á, ngon lắm. Thử đi mọi người thử nấu canh chua nấu thịt bò đi, mình ngồi nữa quay. Mẹ tính nấu là kiếm tiền à. Nha. Trời. Rồi để mình làm một tí đi, xong rồi cái gì giờ mình cho mọi người coi. Sai ra nêm gia vị đồ hết vô rồi, xong rồi đem về nhà cái mình chiên. Mình cắt lát lát ra mình chiên. Thích ăn vậy thôi đó. Trời ơi, không ghiền gì chân, chỉ ghiền mỗi cá sai, cá chuồng sai với canh chua thịt bò thôi, chứ không có thèm mà gà, vịt rồi gì chân. Vì quê là chỉ được cá sai thôi. Chăm mà không về, chăm còn nấu bếp ga chứ không là mẹ nấu bếp củi rồi. Nghe cái mùi dầu là phộng lên thơm ghê trời. Mình nấu cho mấy ai mình đi, con như thế đi con. Nhưng mà dầu tao không cho đem đi mẹ ơi. Do mà phải ký gửi rồi nó cực lắm mà chứ. Chạy gà thì có một thùng ở đây nó không có kho. Dạ. Chạy gà thì một thùng mà đi luôn. Không biết nữa. Thôi để mà. Ở trong Sài Gòn thiếu gì đâu mà, cái gì cũng có đâu mà. Vô nha. Thôi vậy. Vô cùng để từ từ đã. Dạ thôi, nóng hổi luôn rồi, nói gì vậy? Nóng lắm luôn rồi đó. Nóng lắm luôn rồi trời. Để ngồi nữa là gái luôn á. Ghiền cái thèm ăn có bao nhiêu đó mọi người ơi. Mình sẽ chiên mình ăn hết hai cục luôn, mẹ mua đến những năm cục nữa. Lúc con cũng về dưới mẹ. Mình sẽ phát đó. Cá bắt đầu nó vàng ươm lên rồi nè mọi người ơi. Trời ơi, nhìn khô khan vậy thôi chứ cắm nước mắm là siêu đỉnh nha, siêu đỉnh siêu đỉnh. Nhiều quê chủ yếu thèm cái này thôi đó, cá sai, cá chuồng sai, cá chuồng sai với cá máu à. Chiên để lửa nhỏ nhỏ riu 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 rồi nó sẽ vàng nha. Đây thành quả đây mọi người ơi, mới vừa làm xong luôn, ngon rất chắc luôn đó. Mình ra đây cho nó sáng nè. Đây, trời ơi nhìn ngon nhờ. Wow, chấm với nước mắm chua cay đó, xuất sắc luôn. Chào, giờ nấu món gì cho con ăn nữa vậy? Giờ mà nấu mà luộc mắt tẻ với lại luộc trứng vịt.
Bắp kẻ trứng vịt ngày nọ con trên Sài Gòn con mà ăn. Chết trò. Tao liệu đâu? Rồi ra canh chua. Đâu cha, nè mọi người, đây mẹ nấu canh chua bò. Đó, rồi canh chua bò mà không thấy bò đâu, thấy canh chua không? Rồi sao rồi, vô bò đó mẹ. Bò đó hết, nó dính lại nó mày thấy một cục. Nó dính rồi, cho mẹ két miếng gì mà bự dữ vậy? Canh chua bò là phải két nhỏ nhỏ thôi chứ. Ớn á, ồ đẻ con ghé đâu coi nè, ớn á mọi người. Đẻ con ghé kẻ luộc chứ lẹ trứng luộc. Đó, chịu nổi không? Ở dưới quê có bếp ga không nấu đâu, nấu củi vậy nè. Đâu con về vui không mẹ? Vui chứ, cô sao tụi con về vui à. Để cho ăn gì, ăn mắm ăn muối về về vui đâu. Ăn mắm ăn muối gì vui, không vui rồi đó. Ăn gà ăn đồ rồi chứ, tháo ra đồ rồi chị. Nha. Về cha với em với mẹ về bữa vui. Vui về, vui về buồn quá, về về cho bữa bữa vui. Ăn gì nấu thì, mà ăn gì nữa mà đi mua mà nấu chứ gì đâu. Đang ăn cá, ăn ngái rồi mới nấu gà, mới làm gà. Ê, ra bếp gà của mẹ chứ, chiều nay bếp gà của mẹ ra quầy bụi tre nướng. Tấu, tấu, tấu ra ra quầy bụi tre nhà mẹ nướng kìa. Ờ, chỗ bà đủ chuột á. Không, đây nè, bụi tre nhà trước mình nè. Chứ sao vậy? Ố, sao mà nó rách trơn vậy? Mẹ. Chứ ố con cho mẹ đâu mà không bận mà mẹ bận ố rách vậy. Thì đi lò biết cụ khùng khùng nhà này con nó đứt mình chỉ. Không, bữa nay sao da dẻ thấy trán nè. Ủa phải Nguyên. Bữa nay da dẻ đẹp ra nè, xè cái gì nè, đồ con cởi về hả? Ờ cái viên thuốc mà nó xúc táo. Có sắc không? Trời ơi bữa nay da đẹp nè. Bữa nay đỡ nám rồi nè. Đẹp với rợ mà có điều bận áo rách cháy rậu. Che cái gì? Mẹ nãy giờ thấy hết trơn rồi che gì nữa. Chân này chân đắt. Áo này áo rách vô, mẹ làm cái tù này thì cái người ta kêu mẹ của diễn viên rồi người ta chửi con nữa. Ăn đâu mà, rồi đầu làm khùng khùng nó mình chỉ hết chứ. Ấn kìa, rồi cái mẹ luộc cái rau nó rụt luôn hả? Không, nó rụt rồi mẹ ơi. Rồi thôi lấy dĩa gắp ra. Lấy dĩa gắp ra đi mẹ ơi, rụt rồi á. Rồi nấu canh, lấy canh chua nữa, canh chua thịt bò ngon lắm mọi người. Nhìn cái nào canh chua đơn giản vậy thôi chứ nó ngon lắm á, thiệt. Rất là ngon luôn nha, canh chua rất là ngon. Thịt bò mẹ mốt mẹ cắt nhỏ nè mà. Rồi canh chua thịt bò nó ngon thâu á. Rồi luộc trứng thôi phải không mẹ? Đó, luộc trứng nữa là dằm trứng ăn cơm nha mọi người ơi. Còn lại mấy tư tươi rồi nấu nước cùng làm á.
Về quê ăn dài thôi là ngon rồi. Trần gì coi xong nghĩ vậy đúng không ạ? Về cái lồng gà có con nướng á. Lồng gà có con nướng. Cháu là bị cha nướng này, kem cháu rồi ra ngồi chơi được á. Nướng kêu bà bóng này. Mày chỗ mày đó có lửa á. Nấu lửa là nó sáng nè, cứ tiền ở đâu. À đi con, có đèn ở chỗ này luôn nè con nè. À đúng rồi, cũng được. Ăn tiệc đi, mừng Hồ Bích Trâm về quê. Sống khổ đâu, mà tại vì mẹ mình thích khổ, thích tự làm cho bản thân khổ vậy đó. Biểu là bớt làm lẹ cũng không chịu, rồi nấu cơm điện cũng không chịu, mấy dẹt cái dẹt con Bi không dẹt luôn, mấy dẹt không dẹt luôn, chắc hư luôn quá. Bây sao Bi không dẹt chứ mà không có dẹt có tình mà cho ông lặn thôi chứ cái mô phạt á vô còn lại luôn á. Mọi người thấy không? Mấy dạt cũng không dạt luôn. Mua từ Tết tới giờ một tuần cho nhỏ dạt một lần thôi. Nói chung là cô làm tụi con làm nên tiền cũng cực quá mà. Nhiều lúc cô cũng tiện thôi. Thì thấy là thôi không làm nhà quê, không làm này có tiền. Chủ có tiền hay thôi chứ. Chứ con cái làm ra tiền nó cũng cực quá mà. Ông có đi chăm vô rồi. Thấy mẹ có thì đương nhiên phải trao trao con cái làm cực nữa. Rồi cô phải tiện hay thôi chứ. Ăn cá cho con em. Vừa quê có gì ăn nói nha em. Chiều chị làm gà tre nha. Chiều nay Trâm nha dẫn Bé Liên đi lên lên huyện ăn bánh xèo. Bánh xèo ở Phúc. Đi khỏi làm ạ. Đi xe ra xe máy chứ. Lấy xe máy đi bà già cũng mẹ chạy đi. Ăn cá đây con, bây chế con ăn nếu quê chết nhiều từng đồng. Biểu xèo không xèo ớn kìa luôn á. Mua sáng ra là để biết nó hư hết rồi chứ. Ăn cái đó này đóng thiệt á. Đám cưới mà không công nhận người dưới quê sao đám cưới nhiều dữ trời. Đóng thiệt rồi con. Mà đi cái tạ khắp qua trăm ngàn. Mà làm gì đâu 300 ngàn. Mẹ đi 300 ngàn. Con trong đó đi 1 triệu, 2 triệu không? Đó, rồi đó. Tiền chịu nổi. Bi, gắp đồ ăn, chấm vô đây, lấy cái chén hứng. Trong miệng nó nhỏ, từ đây nhỏ qua chén chưa? Đúng không? Chỉ dạy cho nó bớt đi chứ. Nó nói không? Rất rồi, rất đồ ăn, vô chỗ rồi. Ăn coi đi ngon, xin chung không? Ăn ngon, không qua đồng tầm không? Thôi ăn cái mẹ trời đó rồi. Bay 7 giờ rưỡi sáng bay. Bay mà không dám ăn gì luôn á. Tại vì không phải là không dám ăn đâu, không phải có tiền nghe mà là chờ về ăn cơm của mẹ. Ăn cơm quê nó ngon, thiệt. Đó, cái để nấu cũng vậy, nấu rồi nó nguội. Trong Sài Gòn nấu ăn cơm không? Rồi 2 tháng nay không ăn cơm luôn á. Thật chứ ngày gì chút xíu xíu không à. Đi nay mẹ bả nữa á. Đang vô không? Ê bỏ. À đi nay mẹ nghe. Ăn cơm ngon quá. Ăn cơm ngon hả? Ăn cơm bò. Nghe nè. Nè, hai cái điện thoại. Ê. Thì một cái là để quay YouTube. Một cái để nghe. Dạ, con đâm gì ăn cơm nè. Em hả? Chỗ hiền. À, em ướt bà đàn nó nát miếng em ơi. Ừ. Đàn nát miếng này làm đủ không được. Đi thấu nước con đem vô miếng rồi. Ừ. Đặng bưa không nè. Cậu tắm à? Thế là, à, cậu tắm hiền con. À, dạ, à, phải hái gì? Cá chiên. Ừ, xong em. Kìa quả nát hôm nay chị làm rồi. Cái mình nát. Nén mà. Hay không? Chắc cài lên sỏi đá mà. Nó có bóp phun. Mình tung mình cực. Nén quá mà. Nén một củ quá sợ. Giờ mình ruộng chưa nào đó mẹ. Ruộng chưa xả được luôn à.
mình ăn quá bỏ ruộng rồi bớt ruộng ruộng lại rồi á. Rồi cái bắt đầu giờ tới qua trồng bắp. Bắp mấy vườn quả mẹ? Mẹ làm 2 tròn, 3 tròn. Đậu với bắp 4 tròn. Nhưng mà bắp đó là mình lấy để mình làm cái bò ăn. Cái bò ăn không ạ? Nó ấy bột quá hả? À, sao ra không? Mình lấy cho bò ăn. Chứ bắp gì mà sao cho bò ăn mình không ăn? Bắp ăn bắp đó nó cứng hơn à. Con mua thật và mà mẹ kêu về đi mẹ thấy bắp cho ăn vừa hỏi ra mới biết là bắp đó. Con biết không, mà vừa ra nó mắng non quá con yên chứ ta mà à, nó sẽ bột ăn mà không cần bắp, bắp nếp nè hàng nặng chỉ bắp á, chỉ bắp nếp xong là cái bài vẽ ra nấu xong đi chợ bón ớn lắm ba bẻ nè bảo mới đâu hôm nay lớn rồi ăn nhiều vô chứ ăn canh chua vô ăn rau vô ăn canh chua mới vô rồi miếng nữa ăn bún chả rồi giờ ăn không ai không tập thu điện thoại đi thôi ớn nóng rồi đó mà làm cái nam này mà không làm nữa thâu ra đây thâu ra thân nam mà còn không lên được lúc 10 nữa là thâu với cho vô Sài Gòn bán vé số vậy đi làm gì có khô không chắc con khô quá không còn nằm hơi khô mà đoạn này bữa trước mình thu hoạch đó cô bảo cho con miếng canh à bảo một con miếng canh trăm canh canh trước này rồi gió mất à. Rồi đó mấy ba mọi người nha để chăm nghỉ ngơi xíu đi rồi cái gì xong rồi cái gì chăm sẽ quay tiếp quay cho mọi người coi nha rồi sẽ đi ngủ nữa đuối quá trời bye bye nhớ đăng ký kênh YouTube mẹ tính miền Trung nha rồi đừng quay mẹ quay của mẹ rồi đừng quay cho tiền rồi à biết mà biết rồi không có đường nào.